này là Anchorage welcomes you. Là bây giờ mình đã tới thành phố Anchorage của tiểu bang Alaska rồi nha các bạn. Chào. Cái này là cái sauce Korean đó. Bạn thấy không? Ngon cái sợi dừa. Ướp nó ướp cũng hấp dẫn nè. Bia này hiện tượng nó brew ở tại đây, nó làm tại đây nữa các bạn. Bia rất là ngon. Wow, bự chưa? Oh my goodness. Cái này là Presto. Cái này là bự quá các bạn. Biết. Này là Anchorage welcomes you. Là bây giờ mình đã tới thành phố Anchorage của tiểu bang Alaska rồi nha các bạn. Thì thành phố Anchorage này là thành phố mà đông dân nhất ở tiểu bang Alaska đó nha các bạn. Thì nó cũng rất là lớn nha các bạn, thấy bên trái này cái là Chevrolet, là cái dealer xe đó, là cái chỗ mà bán xe đó các bạn. Thì cái thành phố này nó lớn thì nó giống như là những cái thành phố mà lớn của 48 tiểu bang ở dưới vậy đó. Bây giờ mình sẽ chở các bạn đi vòng chung quanh cái thành phố Anchorage này, mình xem coi nó có những gì. Thành phố Anchorage nằm ở miền trung nam Alaska, tại điểm cuối của cửa vào Cook, trên một bán đảo được hình thành bởi nhánh Nick ở phía bắc và nhánh Turnagain ở phía nam. Lần đầu tiên được định cư là một thành phố lều trại gần cửa Sheep Creek vào năm 1915, khi việc xây dựng đường sắt Alaska bắt đầu. Anchorage được hợp nhất thành một thành phố vào tháng 11 năm 1920. Vào tháng 9 năm 1975, thành phố Anchorage sáp nhập với khu vực Greater Anchorage, tạo thành đô thị Anchorage. Thành phố trải rộng 5.079 km2, bao gồm lõi đô thị, một căn cứ quân sự chung, một số cộng đồng xa xôi và gần như toàn bộ công viên bang Chugach. Do đó, chưa đến 10% đô thị có dân cư, với mật độ dân số cao nhất trong khu vực rộng 100 dặm vuông, tạo nên thành phố trên một mỏm đất ở đầu nguồn của cửa vào, thường được gọi là Anchorage, thành phố Anchorage hay Anchorage Bow. Do vị trí của nó gần như cách đều thành phố New York, Tokyo và Frankfurt nước Đức qua Bắc Băng Dương, Anchorage nằm cách gần 90% các nước công nghiệp hóa trên thế giới trong vòng 10 giờ đi bằng đường hàng không. Vì lý do này, sân bay quốc tế Ted Stevens Anchorage là điểm dừng tiếp nhiên liệu phổ biến cho các chuyến bay chở hàng quốc tế và là nơi đặt trung tâm lớn của FedEx, nơi công ty gọi là một phần quan trọng trong mạng lưới dịch vụ toàn cầu của mình. Thành phố Anchorage đã 4 lần giành được giải thưởng thành phố toàn Mỹ vào các năm 1956, 65, năm 84 cho tới 85 và năm 2002 từ National Civic League. Đây cũng là thành phố được mệnh danh là thành phố thân thiện với thuế nhất Hoa Kỳ. Thuyền trưởng James Cook là một trong những nhà thám hiểm châu Âu đầu tiên lập bản đồ bờ biển Alaska và nhiều đặc điểm địa lý như núi, đảo, sông, đường thủy, v.v. vẫn mang tên ông đặt cho chúng. Ông Cook đang tìm kiếm con đường Tây Bắc huyền thoại, một tuyến đường có thể cung cấp một phương tiện ngắn hơn để đến Thái Bình Dương từ châu Âu so với con đường Đông Bắc khó khăn quanh phía Bắc châu Á hoặc phía Nam quanh Nam Mỹ. Vào ngày 15 tháng 5 năm 1778, sau nhiều tuần chịu đựng thời tiết khắc nghiệt, ông Cook đã rẽ vào một vịnh nhỏ giữa hai địa danh mà ông gọi là mũi Douglas và núi St. Augustine. Ông thả neo con tàu của mình là HMS Resolution tại một nơi mà ông gọi là điểm neo hay Anchor Point, sau này được đặt tên là Anchorage, vì một điểm neo hay Anchor Point khác tồn tại ở phía nam gần Homer, Alaska, gần một con lạch mà ông gọi là Sheep Creek, nép mình giữa hai con lạch lớn. Ông Cook đã dành 10 ngày để khám phá vịnh mang tên ông. Lần đầu tiên, ông ta cử William Bly đi trinh sát nhánh phía Bắc, nơi anh ta gặp người bản địa The Nolly của khu vực Eklutna, người đã cho anh ta biết tên của Nick Arm, và đó không phải là con đường Tây Bắc mà là một lối thoát cho hai con sông, sông Nick và Matanuska. Sau đó, ông Cook đi thuyền về phía nam để trinh sát cánh tay còn lại, và trong tâm trạng tồi tệ sau khi đưa con tàu Resolution mắc cạn trên một bãi cát trên đường trở về từ vùng nước nông, ông Cook đã gọi nó là River Turnagain, cũng không tìm thấy dấu hiệu nào của lối đi ở đó. Bờ biển của thành phố chủ yếu bao gồm các bãi bồi nguy hiểm,
Những người mới đến và khách du lịch được cảnh báo không nên đi bộ trong khu vực này vì thủy triều thay đổi mạnh và phù sa băng hà rất mịn. Những nạn nhân bất cẩn đã bước lên lớp bùn rắn chắc dường như lộ ra khi thủy triều rút và bị mắc kẹt trong bùn. Hai trường hợp được ghi nhận xảy ra vào năm 1961 và năm 1988. Các quận và khu vực điều tra dân số cạnh đô thị Anchorage là quận Matanuska, Susitna ở phía Bắc, quận bán đảo Kenai ở phía Nam và khu điều tra dân số Chugach ở phía Đông. Rừng quốc gia Chugach, một khu bảo tồn quốc gia kéo dài đến phần phía nam của đô thị, gần Goodwood và Portage, quần thể động vật hoang dã đa dạng tồn tại trong khu vực đô thị Anchorage và khu vực xung quanh. Khoảng 250 con gấu đen và 60 con gấu xám sống trong khu vực. Người ta thường xuyên nhìn thấy gấu trong thành phố. Nai sừng tấm cũng là cảnh tượng thường thấy. Ở Anchorage Bowl, có khoảng 250 con nai sừng tấm vào mùa hè, tăng lên tới 1.000 con vào mùa đông. Chúng là mối nguy hiểm cho người lái xe, với hơn 100 con nai sừng tấm bị ô tô tông chết mỗi năm. Hai người đã bị giẫm chết vào năm 1993 và năm 1995 tại Anchorage. Những người trượt tuyết băng đồng và những người dắt chó đi dạo trên đường mòn trong thành phố đã nhiều lần bị nai sừng tấm tấn công. Sở cá và trò chơi Alaska phải giết một số cá thể nai sừng tấm hung hãn trong thành phố hàng năm. Cù sừng mỏng thường được nhìn thấy khá gần đường Windy Point. Khoảng 30 con sói gỗ phía Bắc cư trú ở khu vực Anchorage. Năm 2007, một số con chó đã bị sói rừng giết chết khi đang đi dạo cùng chủ. Ngoài ra, còn có các đập hải ly ở các lạch và hồ địa phương. Đồng thời, việc nhìn thấy cáo và mèo con ở các bãi đậu xe gần khu vực nhiều cây cối rậm rạp vào mùa xuân là điều thường thấy. Dọc theo đường cao tốc Seward hướng về Kenai, người ta thường thấy cá voi beluga ở cánh tay Turnagain. Linh miêu đôi khi cũng nhìn thấy ở thành phố Anchorage. Trong đô thị cũng có một số suối có cá hồi chạy. Cầu cá hồi ở Ship Creek cạnh trung tâm thành phố rất phổ biến vào mùa hè. Theo điều tra dân số năm 2020, thành phố Anchorage có dân số tầm 291.247 người. Thành phần chủng tộc của Anchorage là 63.8% người da trắng, 10% người châu Á, 9.1% người Mỹ gốc Ấn Độ hoặc thổ dân Alaska, 9.4% là người gốc Tây Ban Nha hoặc Latin, 6% là người Mỹ gốc Phi và 8.4% là những người có hai chủng tộc trở lên. Thu nhập trung bình của một hộ gia đình ở đô thị này là 73.000 đô la Mỹ. Đó, ở Alaska thì RV service rất là nhiều nha các bạn. Tại vì nhiều người người ta bay tới đây nè, xong người ta mướn RV đi á. Các bạn thấy chung quanh Alaska này là phải có RV chứ không có RV đâu đi chơi đâu được đâu, đúng không? Không biết đâu được chơi hết cho nên nó hả, cho nó cứ vacation là nó kéo RV đi chơi các bạn. Đi săn bắn rồi đi hunting, đi săn bắn rồi đi câu cá hay nọ đó. Ở xa hay ngay chỗ cái cầu để cho câu cá đó, để bán cho câu cá đó. Lại cái chục chiếc RV đâu đó. Một tí nữa mình xuống Ship Creek á. Sau đó mình coi cá hồi nha. Khoảng 5.1% gia đình và 7.9% dân số sống dưới mức nghèo khổ. Trong dân số thành phố trên 25 tuổi, 33.7% có bằng cử nhân trở lên và 92.1% có bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương. Thu nhập bình quân đầu người của đô thị này là 34.678 đô la Mỹ. Ở đây các bạn, người ta không có quan tâm là nhà phải cao cửa rộng, gạch ngói hoặc là đá gì đó. Nó không khe các bạn ơi. Họ ở đây họ chỉ có biết sao có căn nhà. Tuy nhiên là tại vì ở đây quanh năm suốt tháng là phần lớn là đông đá mà. Thì mùa hè chỉ có 2-3 tháng thôi. Cho nên nó không có khe. Cái nhà họ họ cứ xây xem mà vừa đủ tiện nghi là được rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ dắt các bạn đi ăn trưa ở một nhà hàng nổi tiếng ở Anchorage này. Mình đợi cho mấy cái sắp này không được. Sao là đêm bắt mới 4 đồng ấy. Mình đợi cho mấy cái sắp này không đâu sao đâu. 4 đồng 49 á. Mình thứ 7 mà, mình thứ 7. Đó mình đậu ngay qua Green cũng được anh này ha. Mình có nửa dặm mà. Em nghĩ nhà hàng của nó phải có chỗ đậu cho nhà hàng mới chứ. Ừ, tới coi xem coi. Nếu không có thì mình đậu trong đây nè anh đi. Hiểu không? Đậu xa trong đây nè. Mình đi bộ qua thôi. Ở nè, Nordstrom nè. Đó, nó có Nordstrom đó. Ừ. Nordstrom rác á. Hả? Speedway á. Ừ. Xong nó rẻ mấy xong kia. À. Mình đi đập trong đây phải không?
gì? Như nằm trong đây phải không? À, chưa, nằm trên kia. Bây giờ nằm trên kia chưa mà, mình còn nửa dặm nữa mà. Thành phố lớn chứ mà. Anchorage là thành phố lớn chứ. Ở đây thích nè. À, sao vậy? Hả? Ở đây thích ha? Ở đây thích này, không có buồn. À, mà mùa đông là tháng 8 rồi, tháng 9 đã làm rồi. Mùa hè thôi, mùa đông mà chạy. À, thì cũng ok. Đó, Moose Tooth Pizza thấy đông chưa? Nó nổi tiếng đây mà, nó nổi tiếng đây. Mày em vừa sợ ông ra được ạ. Không được, không được, không được. Không được, không ra được. À, đậu đây hả? Không được. Không được, xe mình dài lắm. Nhìn nó không được đâu. Xe vô bên trong không được hả? Ồ, đậu xe. Người ta ra hết rồi kìa. Đâu có chỗ đây nào. Cái nhà hàng này đây là nổi tiếng pizza mà nổi tiếng ở từ bang Alaska này nha các bạn. Nó gọi là Moose Tooth Pub and Pizzeria. Thì ở đây vô đây mình 6 người, mình mấy ba người lớn thì họ đưa cho mình cái này mình cầm nè. Họ kêu là đợi 25 phút. Ở đây đậu xe khó các bạn, mình phải đậu qua bên kia mà biết sao luôn. Hên xui thôi. Thì thật sự ra mà nói là không biết ngon hay không nhưng mà thấy rất là đông người các bạn, đông lắm. Xe mà đông đúc như vậy mà người ta đợi, các bạn thấy không, người ta đợi ở ngoài đây nè. Là mình biết là mình được biết là cái nhà hàng này rất là ngon, rất nổi tiếng ở đây nè. À, thấy chưa? Ồ, chú có pick up đây nè, honey. Nè, chú có pick up ở đây ha, nóng, nóng không con? It's so hot in here. Thôi, ở đây nhà hàng đông như sợ, các bạn đi. Đi, đúng rồi. Đó, tới phiên mình rồi đó, mình đợi chừng 25 phút các bạn. Rồi bây giờ nhìn hấp dẫn chưa? Wow. Thôi, ngồi đi. Rồi, bia đây là nghe nói là ngon lắm á, Alaska á. Đó, để mình cho các bạn coi cái menu của nó nha. Nó có appetizer nè. Nó có breadstick, mozzarella breadstick nè. Diablo breadstick là cay lắm à. Nó có chicken wing. Thì giá của nó 16 đồng nữa các bạn đó. Nó smoked Alaskan sockeye, nó có salad nè. Rồi sau đó là nó có soup. Rồi dessert nè của nó nè. Đây là beverages nè, uống gì nè. Rồi create your own pizza, nó có create your own pizza nè. Nó có meat pizza nha. Nó có meat pizza, nó đủ loại pizza các bạn. Thì giá của nó là 14 đồng đó. Giá của nó nè. Cái nhỏ là medium với large nè. Rồi nó có chicken pizza nữa nè. Pizza bằng chicken á. Nó có đủ thứ luôn á. Rồi. Thì giá của nó 14 đồng 27 32. Thế là rất là một ổ lớn đó các bạn mua là khoảng chừng 30 đồng á. 30 cho 36 đồng một tùy nè. Dạ tôi thank you con. Rồi, thầy khác không? Một ly bia là 7 đồng hả? Đó, 7 đồng ly bia đó. Wow, bia Alaska đó. Ở đây họ brew á. Sao? Good ha? Có thơm quá ha? Thơm chứ. Aiden ngồi xuống. Nó uống nó giống Moonlight. Nó nhẹ nhẹ à, hả? Moonlight ừ. Moonlight hả? Ừ. Nó đậm đặc hơn. Thơm hơn. Đậm đặc hơn thấy không? Đậm đặc thơm hơn. Rồi. Anh pizza uống bia phải không? Wow. It looks so good. Đó. Chị cần thấy làm ngon chưa? Cái gì của nó cũng ngon hết đấy. It's like a savory, sweet, sour. Ngon không? Yeah, cảm thấy hay. Hả, dạ ăn nó bụng hết rồi đó. Ngon không? Ngon ai? Ai ngon không? Ngon không? Sao? Cái này là cái sauce Korean á. Ờ, ngon hả? Ai cũng khen hết, bảo đi, nó khen ngon, các bạn thấy không? Ngon đến sợ vậy. Ướp, nó ướp cũng hấp dẫn nè. Cái thịt gà nó ngon, nó thơm quá ha. Thịt gà, nó mềm nha. Thịt gà mềm, nó moi. Nó không cứng lắm, nó không có khô. Nó rất là juicy nha. Mà cái nước Korean sauce của nó ngon. Ngon, nó ngon. Anh này uống bia đã lắm. Bia này anh được nó brew ở tại đây, nó làm tại đây nữa các bạn. Bảo cho con này ăn à. Bia rất là ngon. Thơm, nè. Rất là thơm. Cái này nhẹ. Ừ, wow. Chắc đi chơi là hết rồi. Cái này tới tôi lái.
Đó, họ bỏ cái pizza lên đó các bạn. Wow, bự chưa? Oh my goodness. Trời. Đúng ra mình order cái medium. Đúng ra mình order cái medium được đó nha. Thank you. Oh my goodness. Đèn nó bự dữ vậy. Yeah, that Santa's list is the custom. And okay. They wrecked the box, so just be careful. Okay, thank you so much. Wow. Ôi, nó bự dữ sợ gì bự chưa trời. Má ơi. Oh my God. Anh cái chẳng bằng hàng bề. Ngon lắm. Sao? Ngon con, anh coi. Nó làm được dính á. Đây là pesto. Gọi là pesto. Ờ con. Cái này là sao? Ngon. Ngon con. Wow, nó nóng dữ sợ chưa? Wow, đã chưa? Ủa cái miếng pizza thì nó bự dữ sợ luôn đó. À. Ngon mà. Đây là hết nổi không anh chưa? Cái này là artichoke. Đúng rồi, mình order hai cái medium được, cái lót bự quá các bạn. Đây là cái pizza loại thứ hai á. Cái này là rau không hả? Artichoke. Artichoke hả? Artichoke đó. Rau với ô liu. Ô liu nhiều. Nhẹ mềm nè. Nó mềm. Nhẹ thơm. Heo con nè. Đang ngon lành chưa? Mày no chưa? Đường tới não. Đường tới óc não. Ngán rồi phải không? Ớn rồi phải không? Quá trời bự luôn các bạn. Man, giờ mình order đúng là hai order là cái medium được rồi. Lót sẽ là ham hố. Đang đói bụng quá. Đói bụng, đó. Phê chưa? No chưa con Alex, no chưa? À, anh không hết là anh không nổi nữa. Cái bỏ vô to go, bắt. Là bao nhiêu? Wow, tuy nó trồng xếp rồi cái gì? 114 đồng nó bán. Mình expect là 150 á, mình cho là 150 thôi mà 114 đồng bạc. Sống thì ăn uống bia rồi ăn gà. Not bad. Anh YouTube hả? Dạ, anh thấy sao? Mấy cái pizza nó bự, hình như một miếng bằng hai cái miếng kia. Mình ăn đó, hình như mình ăn hai miếng, mình ăn 4 miếng vậy đó. No rồi phải không? Daddy, pizza nó ngon. Pizza ngon hả? Rồi. Pizza nó ngon. Còn ăn nữa nè. Anh chó con. Ok, rồi. Cái order cái small hay cái medium thôi nha. Ừ, hay là medium thôi, yeah. Cái large. Hoặc một cái large trong miếng cả gia đình. Nhưng mà cái chicken nó ngon ha. Chicken nó ngon, bia nó ngon ha. Phải chừng á. Rồi, bây giờ mình đi.